Hey, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh trên là CT. Và hôm nay là ngày 29 tháng 7, thì hôm nay con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình là một cái lô mai chiến thủy ha. Thì trước khi vào clip thì cảm ơn cô chú anh chị đã xem video và ủng hộ cô trong thời gian qua rất là nhiều. Thì hiện tại con có một ít cây mai chiến thủy đang muốn bán và giao lưu ha. Thì như trên màn hình cô chú anh chị mình đang thấy nè, đây là những cây mai chiến thủy mà được bên vườn con quắn dáng quái rồi nha. Đó, nói chung là quắn dáng quái. Thì những dáng này cô chú anh chị mình có thể là làm về làm dáng đổ, dáng bay đồ được hết luôn nha cô chú anh chị. Rất là dễ dàng ha. Như trên màn hình của chú anh chị mình đang thấy nè, đây là một chậu tương tự như vậy và con quắn lại cái dáng đổ. Thì những cái dáng này á, cô chú anh chị mình dìa sửa rất là dễ dàng nha và rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, thì về cô chú anh chị mình cắt tỉa và uống chi đồ thêm nữa thôi là cây nó sẽ đẹp lên nè. Và đó là dạng đầu tiên ha. Còn dạng thứ hai, hiện tại bên vườn con đang bán là dạng thứ hai là dạng tàn thiên nhiên. Tàn thiên nhiên là cây chưa uốn éo gì cả, nói chung là thả chi tàn tự do á. Cô chú anh chị mình về cắt tỉa làm cụm tròn thôi cũng đẹp này ha. Đó, đây là mai chiến thủy. Và hiện tại là loại mai chiến thủy này, cho dù quắn quái hay là tàn thiên nhiên, thì bên vườn con đang bán và giao lưu với giá chỉ có 42.000 một chậu thôi. Cô chú anh chị mình xem và tham khảo nha. Nếu như thấy cây nó ok, giá hợp lý thì liên hệ con ha. Rồi con xin mến chào và tạm dừng tại đây nha cô chú anh chị.